học lớp 1A3 trường Nguyễn Tất Thành. Cảm ơn các bạn những bức thư xinh đẹp của các bạn. Chúc các bạn có một mùa Giáng sinh vui vẻ, vui vẻ. Hello everybody, my name is Nyalan and class 283 with the Tang Primary School. How are you friends in Taiwan? Are you happy? I'm so excited! Do you like this present I make for you? It's my card. It's pink. It has a heart. I love it. Merry Christmas to friends in Taiwan.